Xin mời các bạn trở lại với Night View. Trên hành trình tâm thức, chúng ta thường có rất nhiều câu hỏi, và đó là điều tích cực, vì câu hỏi là chìa khóa cho sự thật. Còn chìa có tra vào đúng ổ hay không, thì còn tùy thuộc vào nỗ lực và cơ duyên của mỗi người. Trong phần tiếp theo của cuốn Thông điệp từ những đấng sáng tạo, chúng ta sẽ phóng chiếu một góc nhìn vào lựa chọn của các linh hồn non trẻ và linh hồn trưởng thành. Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi bình minh mới. Loài người đang ở tư thế sẵn sàng với thời điểm ban đầu của một trải nghiệm kỳ diệu. Chúng ta đang dần tiến tới một con đường mới của sự sống. Chúng ta đang thức tỉnh với tiềm năng sáng tạo khổng lồ của chúng ta. Trong khi có một lời hứa hẹn cho một thời đại vàng mới, tuy nhiên, để đạt đến điều đó sẽ còn có một chút chông gai. Chúng ta đang ở giữa những thay đổi của trái đất và chúng sẽ còn tiếp tục mạnh lên, gia tốc. Không phải tất cả mọi người đều trải qua nó mà còn nguyên vẹn, mà trên thực tế, rất nhiều những linh hồn sẽ rời trái đất trong vòng 20 đến 30 năm nữa. Mặc dù điều này có vẻ giống như một tấm thảm kịch từ nhận thức của mật độ 3, từ các thế giới cao hơn, thì đó là một sự thể hiện hoàn hảo của kế hoạch thần thánh, Divine Plan. Tất cả mọi linh hồn, xét đến cùng, đều biểu hiện ra cái mà nó thực sự khao khát. Những linh hồn non trẻ thường cảm thấy khao khát trải nghiệm, chiến tranh, nghèo nàn, đau đớn, khổ cực, và có thể lựa chọn rời trái đất thông qua ốm đau, chết đói, hay thảm họa tự nhiên hay thảm họa do con người tạo ra. Điều quan trọng là đừng phán xét những quyết định của các linh hồn non trẻ. Linh hồn không xem mọi thứ là tốt hay xấu. Nó muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ ở các thế giới thấp hơn. Khi linh hồn tiến hóa, anh ấy hay cô ấy cuối cùng sẽ trở nên mệt mỏi với việc trải nghiệm những thứ tiêu cực và sẽ tìm kiếm các đời sống hòa bình, thịnh vượng, niềm vui, tình yêu và tình thương. Nhiều những linh hồn già dặn đến trái đất để giúp đỡ những linh hồn non trẻ tăng trưởng và tiến hóa. Để làm điều đó, những linh hồn già dặn phải tái làm quen với những thứ đã học được trong các đời sống quá khứ nhằm hiểu được những linh hồn non trẻ. Nói cách khác, sẽ rất khó khăn để chia sẻ nỗi đau với một ai đó nếu bạn không trải nghiệm nó mới đây. Do đó, mục đích của nhiều linh hồn tiến bộ là nhúng bản thân mình chỉ vừa đủ trong nỗi đau khổ của con người, nhưng không quá nhiều để trở nên mê mờ trong vở kịch và quên mất họ là ai. Sự tốt nghiệp. Toàn bộ trái đất đang tốt nghiệp. Cô ấy đang di chuyển từ một hành tinh mật độ 3 sang một hành tinh mật độ 4, dẫn đến kết quả là con người cũng đang tốt nghiệp từ một rung động mật độ 3 sang rung động mật độ 4. Tất cả các dạng sống trên và trong trái đất phải làm sự di chuyển này để có thể ở lại. Các bạn thân mến, trong cuốn sách này, các từ mật độ và chiều kích đôi khi sẽ được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng nếu hiểu một cách đúng đắn thì mật độ là đề cập tới một tầng thứ rung động cụ thể của một dạng sống, trong khi chiều kích đề cập đến một mức độ tồn tại mà có thể có một dạng sống hay nhiều hơn đang rung động bên trong. Một sự mô tả hoàn chỉnh của mật độ và chiều kích cũng sẽ được đưa ra trong cuốn sách của người nhận thông điệp này, có tên là Life on the Cutting Edge. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm này, các bạn có thể để ý kiến dưới phần bình luận. Nếu nhiều bạn quan tâm, mình sẽ làm một clip liên quan tới các khái niệm cũng như những sự vật, sự việc có liên quan. Còn bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện. Để các sinh mệnh con người tăng trưởng và tiến hóa vào các trạng thái cao hơn, rất nhiều sự làm sạch và thanh lọc là cần thiết. Đó là điều mà chúng ta đang nhìn thấy ngày nay trên thế giới. Nó đã được tuyên bố trong các tài liệu tôn giáo rằng sẽ có một thời gian của sự phán xét, hay phân tách lúa mì cỏ rác với nhau. Điều đó thực sự không phải là một sự phán xét theo đúng nghĩa đen bởi sinh mệnh cao cấp nào đó, mà đúng hơn là một quá trình của sự quyết định từ mỗi người là đã sẵn sàng hay chưa để di chuyển vào trái đất mới.
Để di chuyển về phía trước và trở thành một phần của thời đại vàng mới, các bạn phải buông bỏ tất cả những thứ mà không còn phục vụ bản thân, bao gồm những hệ thống niềm tin sai lầm và những giới hạn, nỗi đau tình cảm, những quan điểm tiềm thức, vô thức và sự điều kiện hóa, các định kiến, thói quen, cách nghĩ, cảm xúc đang níu giữ các bạn lại đối với sự thức tỉnh về bản chất cao hơn của các bạn. Nếu linh hồn của các bạn muốn các bạn tăng trưởng và tiến hóa, và các bạn không nghe thấy và đã trở nên xao nhãng với vô số những chướng ngại, tức những con đường vòng được thấy ở khắp nơi xung quanh bạn, thì linh hồn bạn sẽ lịch sự thúc một cùi chỏ vào bạn thông qua những trải nghiệm được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn. Nếu các bạn vẫn từ chối hiểu về các khao khát của linh hồn, nó sẽ tác động mạnh hơn. Có lẽ sẽ tạo ra một trận ốm, mất việc, mối bất hòa hay cuộc khủng hoảng tuổi trung niên mà bạn không dễ dàng bỏ qua. Đây là cái mà các bạn đang chứng kiến trong rất nhiều linh hồn ở thời điểm này trên trái đất. Các bạn thân mến, về chuyện bạn và linh hồn của bạn, mình cũng xin được nói thêm. Trong tín ngưỡng Phật và đạo phổ biến có tồn tại những khái niệm mà có lẽ bạn đã từng nghe qua, như là ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía, nguyên thần, phụ nguyên thần, phụ thể, linh hồn, thiên thần hộ mệnh, tinh linh hoặc sinh linh trú ngụ. Hiểu một cách đơn giản thì một cơ thể thường được hoặc bị chi phối bởi các sinh mệnh có tầng thứ khác nhau. Nhưng tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chủ nguyên thần hay chủ hồn. Về điều này, các bạn có thể thấy khá là phổ biến hiện nay với tình trạng là người nam có chủ nguyên thần là nữ hoặc người nữ có chủ nguyên thần là nam. Biết được những điều này, chúng ta sẽ hiểu hơn về những sự vật, sự việc đã và đang xảy ra với một tinh thần công bình, hòa ái. Trở lại với câu chuyện. Ở đây, điều quan trọng là phải có tình thương cho những người đang trải qua những thời điểm khó khăn đó. Đồng thời rất quan trọng là đừng có đồng hóa với vở kịch và các sự chấn động mà đang xảy ra trong cuộc sống của nhiều người. Các bạn không thể giúp người khác thoát khỏi hố cát nếu các bạn nhảy vào hố để chia sẻ với họ. Tất cả mọi thứ các bạn thực sự làm được là ném cho họ một đầu sợi dây, hướng dẫn họ cách làm sao nắm lấy nó và tự kéo mình thoát ra. Các bạn không thể làm điều đó thay cho họ. Việc nhảy vào hố cát do bởi sự đồng cảm và quan tâm thái quá thì cũng không hiệu quả, giống như việc bỏ đi hay giả vờ như không có ai chìm trong hố cát. Thêm nữa, khi các bạn nhảy vào hố cát, khi đó thay vì có một người chìm, thì giờ đây các bạn có hai người chìm trong hố cát. Hầu hết linh hồn đang nghe tài liệu này sẽ được kêu gọi tại một số thời điểm trong sự chuyển đổi để đưa ra sự trợ giúp, cứu nguy hay khắc phục cho những tai ương đang xảy ra với người khác. Nếu các bạn đi theo những nguyên tắc tinh thần đã được phác họa trong cuốn sách này và yêu cầu sự hướng nội, hướng dẫn từ bên trong hàng ngày, các bạn sẽ chỉ được trao cho đủ để có thể sử dụng chúng. Các bạn thân mến, để hiểu hơn về câu nói này, mình cũng xin được chia sẻ như sau. Những cuốn sách tương tự như chúng ta đang theo dõi đều có tính định hướng và khơi gợi tâm linh, chứ không thể thay thế các pháp môn tu luyện. Chỉ khi nào các bạn tìm được một pháp môn thuần chính phù hợp với bản thân mình và nỗ lực cố gắng, thì khi đó năng lực thực sự của các bạn mới được kích hoạt và sự giúp đỡ của chúng ta với đồng loại sẽ trở nên hữu ích hơn. Trở lại với câu chuyện, để làm được những điều này, cơ bản chúng ta sẽ phải rời khỏi những tiện nghi và nhận lấy nhiều rủi ro hơn. Thậm chí với một số người, đó sẽ là thời điểm để họ dừng lại và nghỉ ngơi. Triết lý, hãy để nó là như vậy, có thể là cái mà những người đó cần. Như vậy sẽ có những người trong các bạn đang ở giữa những thái cực này. Trong một số trường hợp, các bạn sẽ được kêu gọi để hành động và có lẽ can thiệp vào các cuộc đời của những người đã mất phương hướng. Nhưng cũng có những hoàn cảnh khác, các bạn sẽ được yêu cầu rời bỏ những người mà bạn đang mong muốn giúp đỡ và đơn giản biết rằng họ sẽ làm những sự lựa chọn dựa trên tự do ý chí và bạn không nên can thiệp.
biết khi nào hành động, khi nào rời đi là dựa trên tầng thứ hiểu biết của các bạn. Nếu các bạn lắng nghe cẩn thận sự sáng suốt bên trong hàng ngày, nó sẽ trở nên mạnh hơn, rõ ràng hơn và dễ dàng hơn. Các bạn sẽ được yêu cầu xóa bỏ mọi niềm tin tiêu cực, những vấn đề tình cảm quá khứ, những sự phán xét và tự phê phán. Các bạn sẽ được trông đợi thoát ra hoàn toàn khỏi sự phủ nhận về cái điều đang thực sự xảy ra, cả trong và ngoài. Các bạn sẽ được yêu cầu mở rộng đôi mắt mình với cả ánh sáng và bóng tối. Bóng tối là trạng thái của những người mà chưa cởi mở để tiếp nhận ánh sáng. Các bạn không thể xua tan bóng tối bằng cách né tránh nó. Các bạn phải chiếu một ngọn đèn rực sáng của sự sáng suốt và tình thương vào những nơi tăm tối của thế giới và vào bên trong chính bạn. Các bạn phải có mong ước đối mặt với nỗi sợ của các bạn và những cái được gọi là ma quỷ. Không có sự chia rẽ giữa bên trong và bên ngoài. Cái các bạn nhìn thấy trên thế giới là một tấm gương phản ánh những cái bên trong các bạn. Nếu các bạn tác động một cách tình cảm lên cái mà các bạn nhìn thấy, các bạn vẫn đang đồng nhất với nó. Nói một cách khác, thế giới vẫn có được bạn bên trong sự kìm kẹp của nó. Trong cuốn sách này, tác giả và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy và các đấng sáng tạo hy vọng chứng minh được là có thể ở trong thế giới này nhưng không thuộc về nó. Chúng tôi không cố gắng thuyết phục các bạn từ bỏ những niềm vui thích tiện nghi hay hy sinh mọi thứ thân yêu của các bạn. Sẽ không là vấn đề gì khi sử dụng những thứ của thế giới này, bao gồm cả tiền bạc và vật chất. Đặc biệt, khi các bạn đang sử dụng chúng để trợ giúp cho việc thức tỉnh con người một cách hiệu quả hơn. Và sau hết thì chúng chỉ là các phương tiện, trừ khi các bạn xem chúng là quá quan trọng. Trước khi khép lại video hôm nay, mình xin có một chia sẻ cũng là liên quan tới phần bình luận của một khán giả kênh Nightview. Đó là chúng ta hãy sống tốt, sống tử tế, mọi chuyện sẽ được an bài. Đây quả thực là một tinh thần đáng khích lệ. Tuy nhiên, cái sự tốt và tử tế đôi khi chúng ta chưa tường minh. Những điều tốt ở một tầng thứ nào đó thực sự chưa hẳn đã là tốt. Các bạn có thể thấy nhiều ví dụ trong thực tế, những đứa con được nuông chiều, những nhân viên được bao che, những người tận tâm giúp đỡ trong vô minh, để rồi cuối cùng bị lợi dụng. Điều này cũng giải thích phần nào quan điểm của tác giả về việc có những người chúng ta phải giang tay giúp đỡ, nhưng có nhiều trường hợp phải ngoảnh mặt mà đi. Vậy rốt cuộc thì chúng ta phải làm sao? Câu trả lời sẽ có trong phần sau của cuốn sách. Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng Nightview. Với những vấn đề chưa hiểu rõ, các bạn có thể để dưới phần bình luận. Mình sẽ cố gắng trả lời trong khả năng có thể. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.